Chào bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về những thứ cần mang đi cho những bạn chuẩn bị sang Nhật. Thì có nhiều bạn cũng hỏi là đi sang Nhật thì mang những gì và cái gì thì được mang, cái gì không được mang. Thì nhanh quá bạn, bọn mình cũng đã sang Nhật được mấy tháng rồi. Thì các bạn nhìn này, nhân dịp hôm nay cái hành của anh em chồng nó tốt được như thế này, tốt lên như này rồi thì mình quyết định làm video này để những thứ chuẩn bị cần mang sang Nhật cho bạn là gì để cho các bạn tham khảo để có được những sự chuẩn bị tốt nhất để mang đi sang bên Nhật. Thì đây là cái số hành mà anh em mình mang từ sang Nhật sang, hành tím mang sang Nhật sang, nhưng mà nhiều quá ăn không hết thì nó bị nó lên lên mầm và mình đã tận dụng trồng thì nó tốt như này rồi. Thì mình tranh thủ làm video này trước khi mà các anh em khác thì trước khi các anh em tận dụng để nấu ăn sẽ không còn làm cho các bạn nữa. Thì vì là hầu như ngày nào cũng có các bạn sang người Việt Nam mình sang bên Nhật đi làm và tháng nào cũng có, tuần nào cũng có, nên mình nghĩ là cái việc chuẩn bị những cái gì để mang đi thì rất là quan trọng. Và đấy, rất nhiều người kể cả bản thân mình trước khi cái lúc mình đi mình cũng luôn băn khoăn là mang cái gì thì tốt nhất và hỏi thăm các anh em bạn bè bên này. Tuy nhiên thì nên mình sẽ lấy cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua, mình sẽ làm lại video này để cho các bạn cùng tham khảo để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé. Thì đầu tiên là gì, các bạn sang Nhật thì đầu tiên là vé máy bay và passport, thì chắc chắn hai cái đấy thì các bạn phải mang đi chuẩn bị rồi đúng không ạ? Nếu không có hai cái đấy thì ngay cả phòng chờ vào lên máy bay các bạn cũng không không vào được, cũng chứ chưa nói gì là chuyện mang sang bên Nhật này. Thì đấy là cái việc chuẩn bị đầu tiên. Thì cái đấy chắc chắn là các cái trung tâm xuất khẩu lao động cũng như là các cái người phụ trách cho các bạn đi sang bên này, kể cả kỹ sư hay thực tập sinh hay là du học hay gì thì đều người ta cũng nhắc các bạn lên về vấn đề này rồi, nên là mình không không đáng lo ngại lắm. Vì cái đấy trường hợp gọi nó là hiếm có, thì mới có người là quên mang cái đấy, có thể là trong quá trình chuẩn bị ra sân bay nó có thể thất lạc thôi, chứ còn quên thì hầu như là không có đúng không ạ? Rồi, thứ hai là gì ạ? Thứ hai thì các bạn có thể thấy được trên bàn mình đây có hành, chi su Việt Nam đấy, mì tôm ba miền omachi đấy, mì tôm ba miền omachi đấy. Thì hôm nay là mình mang ở Việt Nam sang. Một con nữa, cà phê Trung Nguyên G7 này cũng mấy tháng chưa hết các bạn. Tôm mình sang đây 4 tháng ăn chưa hết, à 3 tháng, 4 tháng ăn chưa hết. Chín su, gia vị mắm muối mì tôm, đây, mắm muối bột canh, đường. Mang sang thì bọn mình 6 anh em mỗi người mang ít, tính ra chắc phải ăn một cả năm cũng chưa hết được mấy đồ ăn này. Thì các cái thứ như là bột canh, mì chính, đường, hạt nêm gì đấy, nước mắm. Thì hạt nước mắm các bạn cũng mang được nhé. Nhiều bạn bảo là không mang được, bảo là bọc giấy bóng, nhưng các bạn không nên bọc giấy bóng, các bạn cứ gói cho kỹ trong quá trình lỡ quá trình di chuyển nó có bị vỡ bị mùi ấy thôi, chứ còn đừng bọc giấy bóng. Giấy bóng khi qua cửa an ninh người ta soi camera ấy, thì có thể là lúc đấy thì người ta sẽ mình sẽ không hay cố tình để tránh thì không hay. Các cái thứ đấy thì mình cứ mang một ít thôi, có thể chuẩn bị cho vài tháng, hoặc là bột canh với mắm thì bột canh với mì chính như cái đấy túi nó bé thì có thể là mang được nhiều hơn một chút, thì có thể là mang cho mấy tháng cũng được. Còn mấy thứ như mì tôm bây giờ thì theo quan điểm của mình thì chỉ mang trong một hai tháng thôi, nhưng mà mì tôm thì nó nhẹ nên là thừa vali thừa bao nhiêu thì các bạn cứ nhét vào cũng được. Mấy thứ này thì cứ mang thoải mái, còn mang sang thì một thời gian sau các bạn sẽ ở gần chỗ bạn sẽ có những cái siêu thị có cửa hàng 100 yên thì cứ ra đấy mà mua, nó 100 yên nó có đầy đủ hết, nó rẻ mà. Còn cứ mua thoải mái. Theo mình thì tốt nhất là cứ mang ít nhất là tầm từ 3 man đến 3 man đổ lên. Đối với các thực tập sinh thì qua nghiệp đoàn thì người ta sẽ có hỗ trợ tầm 6 man, 5 man, 6 man gì đấy đúng không ạ? Thì các bạn trong một tháng đấy thì các bạn chỉ tiêu hết tầm 2 đến 3 man đến ăn uống thôi, chưa đi chơi bời gì. Thì có nghiệp đoàn thì người ta đưa tiền luôn khi các bạn vừa mới tới công ty, còn có nghiệp đoàn thì sau khi các bạn ở một tháng người ta mới đưa tiền, sợ các bạn trong quá trình ở nghiệp đoàn thì các bạn tiêu pha hết thì họ chưa đưa sớm.
Nhưng mà cái đấy không 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 sao, vì các bạn nên mang cái tiền dự phòng như trước tầm 3 man thì đấy. Còn bạn bè mình cũng có nhiều người đi theo kỹ sư sang bên này thì có hạ kiện thì người ta sẽ chuẩn bị cho mình cái nhà. Còn tuy nhiên đồ đạc trong đấy mình phải sắm cũng mất tầm 5 đến 7 man gì đấy. Thì theo mình thì cứ mang từ tầm 3 man đến tầm 7 8 man, 10 man đấy, còn nhiều còn tốt. Sau này các bạn không tiêu hết thì đến tháng nhận lương các bạn sẽ gửi về cùng với tiền lương của mình. Đấy thì lại gửi về cho gia đình thôi chứ không không có vấn đề gì cả. Có tiền trong người phòng đề phòng thì nó sẽ tốt hơn. Rồi thì một số thứ khác có thể chuẩn bị như là cái, tất nhiên là cái việc sang bên Nhật làm việc thì tiếng Nhật phải chuẩn bị rồi, sức khỏe các bạn cũng phải chuẩn bị rồi, rồi thứ hai nữa cái tinh thần tâm lý đi làm xa nhà. Rồi thì các bạn có thể là đi Bắc đi Nam làm việc lâu rồi nhưng mà đi sang một cái đất nước khác nó xa cách hoàn toàn về mặt địa lý, rồi thời gian đi lại thì nó cũng là lâu hơn thì sẽ có một cái tâm lý khác. Đấy thì các bạn chuẩn bị cho mình những cái đấy trước để sang bên này thì có thể là thoải mái hơn trong quá trình học tập và làm việc. Ngoài ra thì một số bạn sang đi làm thì vẫn có nhu cầu học thêm tiếng thì các bạn mang thêm sách vở đi sang bên này học. Đấy thì các bạn thấy bên phòng mình sách vở đấy, các bạn thấy sách sách vở mình vẫn mang sang đây học, mang sang bên này học các bạn. Đấy thì các bạn vẫn mang sách vở sang bên này để học thì các bạn cứ mang mấy cuốn sách sang bên này học, sách vở bút thước thì ấy cứ mang thôi, bút chì kim, bút bi thì bút bút màu đen thì sang bên này để đi rồi để mình dùng. Đa số bên này thấy người ta dùng bút đen các bạn, màu xanh các bạn mình không ở công ty thấy không thấy người ta dùng màu xanh vậy, toàn dùng màu đen là nhiều. Nếu các bạn mang một số chuẩn bị sang đại học, còn với những từ điển thì các bạn có thể mang cũng được mà không mang cũng được. Bây giờ trên các smartphone thì người ta đã có các cái phần mềm từ điển rồi, các bạn có thể dùng lên trên đấy luôn. Nhưng mà từ điển ở một tập dày này thì nó cũng hơi mất tốn cân một chút. Rồi thì điện thoại, máy tính thì có đấy, các bạn cứ mang sang dùng. Và đấy các bạn sang bên này thì mình thấy trừ các du học sinh thì người ta hay dùng vẫn phải dùng sim để liên lạc. Còn các cái kỹ sư và tu nghiệp sinh ấy, thì mình thấy không không phải ai cũng dùng sim điện thoại, nhưng mà tốt nhất là cứ mang cái điện thoại bản quốc tế. Chứ bạn lóc thì sang bên này hơi bất tiện chút, các bạn cứ mang bạn sim bạn máy mình máy quốc tế. Sang bên này thì thích dùng sim của hãng nào của nhà mạng nào thì mình mua của nhà mạng đấy về mình dùng, đăng ký về dùng. Đấy thì đấy một số thứ trước mắt cần chuẩn bị để mà mang đi. À, và chú ý cho mình là cái điện thoại và máy tính thì bên này người ta sẽ dùng điện 110V thì các cái adapter mình vẫn vẫn tải được không vấn đề gì cả. Tuy nhiên cái chân sạc là cái chân dẹt các bạn này, các cái chân tròn thì các bạn phải chuẩn bị cho mình trước cái ổ đổi cái nếu mà cái ổ cắm của mình cái chân sạc của mình mà là chân tròn thì các bạn có thể là mua cái chân dẹt khác để mang đi, hoặc là mua cái ổ đổi ổ phích nối chuyển từ chân dẹt sang chân tròn hay chân dẹt sang bên này để dùng. Bên này người ta dùng hết 100% là chân dẹt các bạn ạ. Thì các bạn cứ chuẩn bị những thứ đấy sang bên này để đi để làm để mang đi để sang bên này sử dụng. Thì trong quá trình 1 đến 2 tháng thì các bạn đã quen với cái cuộc sống bên này rồi, khu vực này rồi thì các bạn có thể ra các cái quán khác thích cái gì các bạn đã mua lúc đấy, vừa quen khu vực rồi, quen đi lại rồi, quen cuộc sống rồi, có tiền lương rồi thì các bạn có thể mua thêm những thứ khác, lựa chọn những thứ khác tùy theo cái nhu cầu của mình lúc đấy nó như thế nào. Thì đấy là một số cái và mình với kinh nghiệm mình chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể có những cái chuẩn bị tốt nhất nên mà trước khi sang Nhật thì mang những cái đồ đạc để dự phòng cho mình. Mà các bạn cũng chú ý cân bằng với mình là 40 kg hành lý ký gửi thì trong hai vali để các bạn làm sao để cân bằng được cái đủ cái đồ đạc của mình sang bên này. À, còn cái nữa là cái giày dép, giày thì mình chưa chưa nhắc, giày và tất. Giày tất thì bên các bạn người bên này rất hay đi bộ các bạn, bên này các bạn thấy người Nhật người ta đi bộ rất nhanh.
Đấy thì hầu như ai cũng đi cái giày, thế nên là theo mình thì mang một đôi giày thể thao sang bên này, cộng bạn nữ thì mang dép guốc, thì còn nam thì mang thêm giày đen đấy, một đôi giày đen một đôi giày thể thao, đi đâu thì sẽ đi thể thao tiện, sau 1-2 tháng thì nếu thích đã có mua, giày nó cũng không đắt lắm rồi mua được, mà cho đỡ phải cồng kềnh trong cái vali của mình. Tất thì bên này thì các bạn thấy được người Nhật người ta chuyên môn là người ta đi tất các bạn, không đi chân trần đi giày, nhưng Việt Nam mình đi giày vẫn có cầu đi giày, mà không đi tất thì thà đi trên đất còn hơn đúng không? Đấy thì bên này thì người ta cũng thế, người ta không đi giày chân trần, người ta hầu như đi trên đất, người ta ngại để cái lộ chân của mình ra ngoài, nên khi vào nhà người khác thì người ta ngại cái việc để lộ chân mình. Nên là các bạn cứ mang một mới đi tất như khoảng 5-7 đôi tất đi sang bên này, đi tất Việt Nam mình cũng rẻ mà, sang bên này thì tất nó đắt hơn, nên là tất thì ta mình cũng mua ở Việt Nam. Còn một số cái như là dầu gió này, các bạn mang này, nước súc miệng ở bên này, đây là mua bên này chai này nó là 700 yên sen sao, nó cũng hơi đắt đắt ở Việt Nam mình, chai to Việt Nam mình chắc là 70-80 nghìn, bên này nó tính ra tiền Việt chắc vài hơn vài trăm nghìn đó các bạn. Đấy thì các bạn có thể chuẩn bị trước ở nhà. Đấy thì các bạn đấy là một số cái các bạn theo mình thì các bạn cứ chuẩn bị những thứ cơ bản như thế là được rồi, không cần thiết phải mang nhiều quá làm gì, sau này rồi dùng nó không hết rồi nó cũng quá hạn hay là nó mất ngon gì đấy. Là như hành của mình nó đã lên mầm mẫm được rồi. Mà mỏng được cái này rồi thì để trồng tốt như này rồi đấy, để mì tôm thì mình mang ăn mãi mà chưa hết thì cũng ngán rồi, cà phê thì mình cũng hay uống, buổi trưa mình uống để mình chiều mình làm tiếp, nên trưa mình hay uống nên là mình vẫn uống thường xuyên, thì mình cũng thích uống cà phê nên là cũng ăn. Thì các bạn nào thích uống thì cứ mang sang bên này, cà phê bên này người ta uống đắng lắm, người ta không uống đường, với mình người ta ăn đồ rất ngọt nhưng mà người ta uống thì không ngọt như của mình đấy, nên mình thấy có cái điều đấy hơi ngược 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 đời một chút. Đấy, ok thì đấy là một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ lại cho các bạn. Thì chúc các bạn là có những sự chuẩn bị tốt nhất để mang theo hành trang sang bên Nhật đi làm. Và nếu xem video này thì nhớ subscribe, like và share comment ủng hộ mình. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn trong các video lần sau.